Em đến Bắc Linh em giao xe cho bác trai này. Bác đang đi thử rồi. Đó. Bác đang làm thẩm phán tòa án ở trên Bắc Linh anh em nhé. Đấy, giao xe tận nhà luôn. Đấy, nhà bác ở đây này. Đấy, anh em nhìn này là biết rồi gì. Bác đang thẩm phán tòa án ở trên Bắc Linh. Bác đang đi thử đây. Em mua chiếc xe này xong là em lại mua lại chiếc xe 82 của bác ấy anh em ạ. À. Vào nhà luôn bác. Vào nhà luôn. À, à. Bác ok luôn, đấy, biển đẹp luôn. 316889 luôn. Đấy. Bán con này xong mua được con 82 của bác ấy luôn. Tướng bác ngồi đến con xe này mới hợp thật bác ạ. Con 82 bác ngồi nó như kiểu gì luôn. Bác cao bác phải ngồi con này mới đúng, là đúng rồi đấy. Số nhảy từng số bác nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Full luôn. Bác nhìn quả biển em làm lại đẹp không? Được. Biển xịn luôn đấy nhá. Được. Em ép lại làm mới tinh lại hết. Rồi ok. Ờ trên chốc ra lấy đi đăng ký xong, đăng ký vứt ở xe rồi. Rồi. Bây giờ vào lấy con 82 em quay video. Anh này. Bác có dắt tài hộ em ấy. Anh em ơi, tức là em bán cho bác con Win này. Đấy, con 82 này bác mua từ ngày xưa đến giờ, bây giờ bác bán lại. Đấy. Đấy anh em nhá. Em này em không chuyên về 82 anh em nhá. Nhưng mà riêng bác ấy bán lại con 82 này, nếu anh em nào ưng, đấy, chia sẻ em lại bán lại cho anh em. Đấy. Bác ấy bảo có cung biển 31 luôn này. Cung biển 31 này. Đấy. Nhưng mà nó chân dài quá, đi không được. Nhưng mà đúng tướng bác không thể ngồi 82 được thật. Đúng rồi. Bác ngồi 82 nó cảm giác nó không hợp. Nhìn ngồi con 82 nhìn chân nó dài quá quẵng. Đấy anh em nhìn chưa? Chỉ vì bác ngồi con 82 không hợp nên đấy bác để lại con 82 lại cho em. Và bác mua Win kia. Hai anh em trao đổi đến giá cuối cùng. Đấy con này là zin luôn anh em nhá. Zin nét này đẹp. Nai chim luôn đây. Zin luôn anh em nhá. Đấy. Tận nhà luôn. Cúp 70. Đấy. Đấy, bảo để cho vợ đi, không thì để cho vợ đi. Nó có đôi gương không bác? À Bắc Linh bác nhỉ? Đây là thị trấn Thứa. Thị trấn Dứa. Ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Linh. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Linh, em giao xe Win này cho bác trai này. Đấy, lổ từng tiếng anh em nhé. Đấy, lổ từng tiếng anh em nghe này. Xe em dọn full mới luôn cho bác ấy. Biển đẹp luôn, 31 688 R9. Lổ từng tiếng nhá. Đấy anh em nhá. À đấy, tất cả hệ thống đèn còi xi nhan đầy đủ anh em nhá. Đấy, em xin phép tắt máy này, em tắt máy cho đỡ ồn này. Đấy đấy, bác đã chốt xe, bác đi thử. Vì vậy là bác ấy nhượng lại cho em cái con 82 này anh em nhá. Cho em đăng ký tất cả hồ sơ chứng minh thư nhân dân đầy đủ cầm tay đây, đăng ký này, chứng minh thư nhân dân này, bác đã viết sẵn đây, photo hết cho em đây rồi. Chiếc xe này nếu anh em nào mua thì alo nhanh cho em nhường lại cho nhá. Bác ấy để lâu không đi đấy, bác mua ngay mới từ đầu đấy. Bây giờ bác ấy bán lại chứng minh thư nhân dân cầm tay đấy. Giá mong muốn của bác ở đây là bác bán là 2x đấy, giá mong muốn bác là 2x anh em nhé. Còn hai mấy thì anh em alo đấy, trước mặt bác ở đây. Thế bác ơi, em hỏi thật luôn là khi bác nhận xe Win này đấy thì bác cảm nhận thế nào về con xe của em ạ? Đó, con xe này là ưng ý mình, cơ bản là mình nhượng lại cho Trung Kiên xe 82 vì lý do rằng là mình cao chân dài cho nên là đi con xe 82 nó không hợp. Vâng ạ. Nguyên nhân chính bác bán con tha chỉ vì đơn giản bác to cao đúng không? À. Bác ngồi nó Win hợp hơn. Bác con 82 đi là như thế đúng không? Đấy anh em chưa? Nếu mà anh em làm ưng chiếc xe 82 này thì alo nhanh cho em qua số 0358 444 888. Và em nhấn mạnh với tất cả anh em rằng là em không bán 82, em không bán xe gì ngoài xe Win này. Đến chiếc xe Win em bán thì bác ấy đổi các cho em thì em mua được rẻ thì em bán rẻ. Đấy, em mua cũng đầu 2 và em cũng bán đầu 2. Còn hai mấy thì anh em alo cho em. Đấy, bác nào mà có tuổi rồi mà đam mê 82 thì alo đây. Em quay qua cho anh em nhựa này. Đấy, vì nó hơi tối, nó nhựa này. Đấy, vành bánh tâm lan này. Đây. Đầu bò này anh em này. Đầu bò này, hơi này. Đấy, xinh nhan này. Đấy, nguyên bản anh em nhá. Tức là bác nói là nguyên bản từ lúc bác mua mới, yếm này, yếm bác mới thay, yếm xịn luôn này. Đấy, lốc vẫn đẹp này, da máy rất là đẹp này. Đấy, sơn này.
Đấy, cốp này, bình cốp này. Đấy. Bác ấy photo chứng minh thư sẵn sàng chờ em ở nhà đây rồi. Bác photo chính chủ bác đây rồi. Chứng minh thư gốc đây nhá, bác đã photo sẵn đây rồi. Đăng kiểm đấy, đăng ký đăng kiểm đây. Biển số đây. Đấy. Khi em đến là bác đi photo sẵn cho em rồi. Đấy, bác rất là cẩn thận, xe này giận nhẹ phát lổ đi. Đề luôn đúng không? Con này đề được. Luôn. Con này đề phát nhẹ đi bình thường con này anh em nhá. Đấy. Nếu anh em nào mua chiếc 82 này thì alo cho em. Tức là em ăn may em mua được chiếc xe Win này thì em nhượng lại chiếc 82 này. Đấy. Số điện thoại của em đấy anh em chốt alo nhanh cho em chỉ lướt cà phê là em bán thôi chứ em không chuyên. Tức là cứ lãi 500 một triệu tiện công trở về là em bán thôi. Đấy. Giá mong muốn của bác bán cho em là hơn 20 thì em mua lại hơn 20. Và em bán lại hơn 20. Còn hai mấy thì anh em alo. Đấy nhá. Ok em xin tạm dừng video. Thế chốt lại thì chiếc xe Win này bác ưng và bác chốt rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Chốt rồi. Em cảm ơn bác rất nhiều nhá. Rồi, ok. Chúc bác đi tốt dùng bền. Rồi. Ok rồi, cảm ơn bác. À, anh chị em bạn bè nếu ai có nhu cầu mua xe Win thì bác cứ giới thiệu cho em nhá. Ok. Kể cả bác thích ở nhà ai một con ví dụ con Cúp 81 hay là có con CD hay con Benny bất kỳ con gì mà người ta chán em muốn đổi sang Win thì alo cho em mua em vẫn đổi cái cho bác. Em sẽ định thẩm định giá các thứ rồi em sẽ đổi cái cho bác. Ok bác nhá. Em chào bác. Đấy, chào tất cả anh em nhá. Giao dịch đã xong thành công. Có 82 này anh em vào mua thì alo nhanh cho em chứ đừng nhắn tin nhá. Đấy, cảm ơn anh em.